Đây là chuồng gà nhà mình, nhưng mà sao nó lạ lắm. Hình như có con SCP-1013 đi lạc vô chuồng gà nhà mình mọi người ơi. Giờ sao bắt nó ra được trời. Nó vô đây đẻ trứng đó, mọi người ạ. Đẻ hai quả rồi kìa. Đẻ xong bị mắc kẹt trong quả trứng luôn. U là trời, trứng nở ra quá trời quá đất. SCP-1013 luôn. Ăn gì mà đẻ lắm thế cha nội. Thôi xong, bọn này ăn hết gà nhà mình luôn rồi. Thấy gần trước mắt mà đau lòng, chẳng còn một con gà nào cả. Bọn lại này, dám ăn gà nhà bố. Con nào ngã xuống như vậy thì bắn vô chuồng gà mà sao ở đây có con đạn này, một chiếc đạn duy nhất luôn. Mày hả bưởi, nhớ ăn gà nhà tao. Còn cái này nữa, xử nó luôn. Tự nhiên có một con gà lại mổ chân mình. Tôi xong mình bị nó mổ vào chân rồi mọi người ơi, nên mình xử lý kịp thời, không là hẻo luôn rồi. Coi coi còn con gà ác nào nào không. Còn đàn gà ác nữa. Trời ơi, đông cái gì. Chứ này lần ít chứ nhiều rồi mọi người ơi. Chạy máu thôi mọi người ơi. Xin viếng Việt cụ luôn. Hẹn các bạn vào tập tiếp theo nhé. Goodbye, see you again, bye bye.